xem livestream vui vẻ. Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vào Mai Huyền Thoại và tôi là Thành Vinh. Chúng ta lại gặp nhau một buổi chiều đẹp trời. Vừa mất điện các bạn ạ, bây giờ mới có điện lại nên tôi đã bắt đầu livestream được. Chào anh em nhá. Hello anh em. Các bạn đợi tôi tí. Hello bà con. Chúc các bạn xem stream vui vẻ anh em nhá. Rồi chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trường ngày hôm nay. Hello. Bực thế nhỉ, không bật cam được trên TikTok thôi, chúng ta bật cam trên Facebook vậy. Các bạn có thể bấm giúp mình một like các bạn nhá. Và chúng ta cùng quay trở lại với chiến trường một ngày cuối tuần ngày hôm nay. Có vẻ như là tôi nghe thông tin là các ông đi offline nhưng mà có vẻ như anh em vẫn đang đánh nhau rất đông. Chiến trường rất căng và vui vẻ. Lát nữa thì mình sẽ build một gói quà. Ở trên màn hình thì pin cầm đàn. Để pin VIP nhà không nhỉ? Để pin VIP vãi lìn. Hello mọi người, xin chào mọi người. Chúc các bạn xem stream vui vẻ nhé các bạn nhá. Hello. Đó là mình hơi muộn một tí, xoay đồ cho bạn xem nhá. Chiến trường này đánh nhau rất căng nhưng mà hôm nay mình không cá được, tại vì hôm nay mình hơi mệt. Mình sẽ theo dõi đồ, xem đồ đạc. Đây. Pin này, pin đang có set đồ thống này. Pin quyết định lên cờ tướng, lên cờ tướng và ngọc linh hoạt. Vừa nãy tôi có xem pin có một quả anh đam rất đẹp ở khu vực giữa chiến trường. Hôm nay hai bên họ vẫn đánh nhau, mặc dù là tôi biết là hôm nay là có rất nhiều ông offline đi nhậu. Đây rồi, cơ hội anh đam đây. Cơ hội đây rồi. Chiêu linh vô danh tăng. Đây là team ấu dâm. Chúng ta còn gọi một cái kênh mỹ miều khác, đây là team ấu dâm. Xin chào anh em, team ấu dâm thì có một cái quần tăng kiếm sát thương 50, nón tướng quần. Hello mọi người, chúc các bạn xem stream vui vẻ các bạn nhá. Hello. Hello Starscon. Đi đâu tôi lại ông mãi á. Tối nay mình định live tối cơ nhưng mà chiều nhà mình mất điện các bạn ạ. Đây là thiếu lâm quyền Iwan. Iwan thì hôm nay có vẻ như là Iwan quay trở về tướng quân rồi các bạn ạ. Iwan quay trở về tướng quân rồi. Iwan vẫn đang full set 7 của mình. Lần này thì Iwan lên hai món tiên phong này sẽ rất là trâu và đam cũng rất là to. Nhưng ngược lại thì không đá được vàng 9. Vâng, Huyện. Ôi thôi, thôi. Quả này là đi rồi. Quả này là đi rồi. Anh đam thôi. Quả này là đi rồi. Một pha bắt hiệu ứng rất hay đến từ Nga Bình Đàn. Đúng rồi. Tầm xa chúng ta có một pha lém cả xa đến từ Chiêu Linh. Xin chào tất cả anh em. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Võ Mai Huyền Thoại. Và có lẽ tôi sẽ tắt cam để chúng ta cùng theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Chào các bạn thế thôi. Tôi đang có mặt ở khu vực vòng 2 của lực lượng bên Tống. Này bên Tống họ đã bị bên Liêu x đám liên tục trong khu vực vòng 2 của mình. Liên tục bị lém cả xa những pha rất đau. Tôi sẽ để máu PK của bên Tống nhìn cho dễ các bạn ơi. Ok. Và các bạn đang thấy trên màn hình thì lượng chấm đỏ nó đang tràn sang khu vực vòng 2 rất đông. Lion Lady. Xin chào tất cả anh em, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ các bạn nhá. Sáng giờ không ai anh Vinh. À không phải các bạn ơi, mình đang chuẩn bị ra clip cho các bạn đây. Sáng giờ mình còn quay clip. Chiều mình đang xuất ra nhưng mà TikTok lại không cho đăng quá 3 phút các bạn ạ. Hơi khó một chút. Thiếu Lâm Quyền Sexy Boy cấp 87. Và hiện tại hôm nay top cấp đã lên cấp 87. Vẫn là vui đòn. Kim Lũ Thường hai món cờ tiên phong và bao tay sư môn 3. Đợt này anh em comeback server rất nhiều. Bên này là dàn toái kim đến từ đội Dương Gia Cùng. Một pha ích đam Nga Bình Đàn tiếp tục đến từ Nga Bình Đàn của lực lượng bên Liều. Vui đòn đã có mặt ở khu vực này để bảo vệ cho lực lượng của mình. Có Thiếu Lâm Quyền vui đòn. Suasa tôi cũng khen nhá, tại vì Suasa cái arc này ông chủ ông đá rất là hay. Ông đá kiểu ông ích vác eo cái là có một mạng rồi. Xin chào bạn Chí, xin chào bạn Cục Đá, xin chào anh em. Vâng, các bạn đang thấy là lực lượng bên Tống họ đang tràn ra rồi. Vâng, có một pha đẩy của Nga Bình Đàn. Pin! Pin đây! Không được rồi. Rất tiếc cho Pin là Pin không làm được trong tình huống xử lý đó. Iwan bây giờ là không đá được phạt 9 rồi.
Tức là Ivan bây giờ về tướng, mất tốc độ xuất chiêu của Soái, và bây giờ Ivan sẽ vui đòn. Lụm hết rồi. Có những tình huống đá rất tốt đến từ vui đòn. Hôm nay thì anh được bắt những cái hỏa hiệu ứng đến từ ngay dàn khá thoải mái. Thì Soái chỉ đá được phát 9 thôi, còn không là Soái sẽ là không đá được. Ví dụ như là Soái đá đeo ngọc tốc 9 thì còn thoải mái một tí. Còn bây giờ về tướng thì chỉ được đam thôi, mất tốc. Ngay dàn tiểu đòn bắt đầu đẩy lên. Có cầu sư đi phía sau của mình, đã phải cắn máu. Một tình huống mà không đủ máu khi mà đối phương quá đông. Sáng giờ mình không like các bạn nhá. Xin chào anh em, chúc các bạn xem livestream vui vẻ. Các bạn có thể bấm vào màn hình giúp mình một like được không ạ? Hôm nay cuối tuần, trụ trì thích đốt chùa. Cả này thì vẫn hai món tàng kiếm, mật tịch 93 và bao tay sư môn 3 cộng 6 đam 537, set kháng tất cả 10. À, ngay bây giờ thì chắc là mình phải mượn nick các bạn ạ, chứ bây giờ mượn mang em một con ngay bây giờ nó cũng khá là vất vả đấy các bạn, tại vì ngay bây giờ toàn ngay bây giờ tướng rồi, mượn thì nó phải liên quan đến gọi là chiến trường đến trước, nó sẽ rất là rắc rối. Chúng ta có vua đốt lò và Tsubasa. Vua đốt lò thì cũng đồ như Tsubasa luôn, chỉ thiếu mỗi cái nón tướng quân thôi. Anh đang ở quân hàm tướng và mật tịch 90%. Hôm nay bên tống họ đánh rất hăng. Tôi nghe nói trong bot ngày nay thì bên tống cũng ăn được bot nữa. Cảm ơn bạn LT0207, cảm ơn bạn rất nhiều. Ngày hôm qua thì mình được 0,27 đô, tiền đô lên từ TikTok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào bạn Trần Nam, chào bạn Đỗ Văn Tú. Hello mọi người, chúc mọi người xem livestream vui vẻ. Và chúc các bạn có một cuối tuần bên gia đình, người thân thật là vui vẻ. Ông nào mà mưa gió mà không có người yêu, tốt nhất ở nhà chơi game các bạn nhá. Ngồi tâm sự với anh em trong ngày cuối tuần một tí. Các bạn thắc mắc là cái team TAD này nghĩa gì không? TAD này có nghĩa là team ấu dầm. Tôi nghe các bạn ấy bảo là team ấu dầm. Cái này là phiên bản 2.8 bạn nhá. Xin chào bạn Nguy Hiểm. Xin chào anh em và các bạn xem chiến trường chiều này nhá. Bây giờ là 3 giờ 42 phút đồng hồ rồi. Lát nữa tôi sẽ build một cái nick để cho các bạn cùng xem. Thiếu Lâm Trượng các em là của anh. Vẫn đồ cộng 5, vẫn đồ cộng 5. Một phong cách rất giản dị, vẫn cấp 85. Vì hiện tại có cái gói mà mời bạn cùng chơi 699k ấy, và mình đã bán một số lượng khá nhiều rồi. Và bạn nào mà chưa mua thì có thể liên hệ với fanpage để mua các bạn nhé. Tại vì thứ nhất ấy là bây giờ bọn mình đã mở giới hạn rồi, là không nhất thiết phải tạo tài khoản từ ngày 1 tháng 10 thì các bạn mới có thể sử dụng được, mà các bạn trước đó vẫn được. Chúng ta cùng soi dương cung. Đây dương cung môn nèo, đồng ngược lại nó là lờ mèo đấy các bạn. Đó, tất cả 10 cùng long môn chấn cộng 6 và hai món trang bị gồm có quân tăng kiếm và nón tướng quân. Đấy cũng là một cái ạc mà nó bắn rất đau. Chùm so của team ấu dâm. Team ấu dâm mới đi offline về và có vẻ anh em uống rất là hàng. Các tiên phong kim ngũ thường, quân tăng kiếm sát thương 46, liên tục họ phải ghi nhận những phái gàm. Cổ sư gọi là yêu cầu hết huyễn cổ hết mực. Tiếp tục là pin. Pin lại lên khu vực vòng 2 đấy rồi. Cơ hội. Pin đang bắt đầu ích đam. Vâng, một pha ích đam không thành công của pin rồi. Đang cố gắng chọn cho mình những tình huống bắt hiệu ứng ở khu vực 2. Và tôi đang cần lắm một thiếu lâm trượng ở khu vực này. Hiệu ứng là rất nhiều ở khu vực vòng 2. Đang cần lắm một thiếu lâm trượng giải quyết vấn đề. Thiếu lâm trượng lên rất nhanh. Pin là một trong những ngai bây đàn mà có thể ích đam được. Và ngay lập tức là anh đã đẩy lên. Pin có một cái cờ tướng rất là trâu bò nữa. Các bạn không thể đánh giá thấp cái cờ tướng này được. Nó mang lại cái việc khá hiệu ứng cho mình. Và ngoài ra thì tiếp tục là một pha bắt mê tầm. Đâu rồi? Ích đam các bạn ơi. Pin làm hết rồi. Một mình Pin đang đi giữa đội hình đối phương. Đang cần nắm những người mở đường như pin để chúng ta có những cái tình huống xử lý như thế này. Đẩy lên nào. Vâng, tình huống này thì hết máu rồi. Rất tiếc cho pin khi mà một mình anh đã làm khá nhiều mạng. Chiêu Linh, cơ hội đang dành cho Chiêu Linh ở khu vực này. Bên tống đang phải gánh chịu những pha công vào khá mạnh của lực lượng bên liều tại khu vực vòng 2 của mình. Xin chào tất cả quý vị các bạn nha, xin chào tất cả anh em. Lát nữa thì mình sẽ lên clip trên TikTok, nhưng mà hiện tại thì mình chưa edit xong một cái clip hướng dẫn các bạn làm cái gói 699k.
Biên Tống họ đã chiếm lại được khu vực vòng 2 của mình. Và bây giờ họ cần phải đẩy lên và bảo vệ cho khu vực vòng 2. Bên này thì có ngay bên hẳn của Bóng Huynh Đệ, con thở là con đàn. Dương cung Biên Tống thì cũng rất là nhiều aquip như Arao này. Arao đã lên Arao về tiên phong và anh đã có cho mình hai món trang bị tăng kiếm. Và tịch muốn phái 10 thành, vâng, lại có anh Đàm đến từ Thiếu Lâm Trượng, các em là của anh. Và đúng như vậy, các em vẫn là của anh đúng không? Pin rất trâu, tôi công nhận là pin rất trâu. Đã cắn hiệu quả thương dược và chắc chắn là phi lên. Một quyền mặt tịch 91%. Đang đến gần hơn khu vực vòng 2. Tiếp tục bắt hiệu ứng ở khu vực vòng 2. Tiếp tục bắt hiệu ứng ở khu vực vòng 2. Đang mở đường cho đồng đội của mình ở phía sau lên. Có vẻ như Pin sẽ chọn một tình huống đẩy cao. Cổ sư ngang với kiếm của anh đã phi lên rất nhanh. Pin đây rồi. Không biết anh có ích đàm được trong tình huống này hay không đây. Và bị một pha xiên của võng bút rất là đau. Vâng, lại một pha bắt choáng. Có vẻ như pha ích đàm này không đủ người. Bên trong thì các Thiếu Lâm Trượng của Biên Tống họ công lên liên tục. Giàng Dương Cung đang phải lui về khu vực bên dưới. Chùm Sò và Một Nèo là một cái cặp đôi Dương Cung gánh team rất là chắc chắn. Ở khu vực vòng 1 thì cũng đang có giao tranh ở khu vực này. Có vẻ như đang đánh nhau rất thang ở khu vực trên. Các bạn nào chưa follow thì có thể bấm giúp mình một follow, một like các bạn nhá. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Nhóm mình lên 10.000 thành viên rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi đã thấy một cái sự gì đó. 10.000 thành viên tròn rồi. Vâng, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi gây dựng cái nhóm này từ cái thời mà nó còn có mấy trăm người cơ. Cách đây khoảng hơn 2 năm. Bây giờ đã lên 10.000 thành viên rồi. Thực sự đó là một cái gì đó rất là vui. Cảm ơn các bạn nhá. Tuyệt vời. Và tôi sẽ tìm người thành viên thứ 10.000 để tôi tặng cho các bạn ấy một phần quà nhỏ nhỏ nhá. Sự thật rất là cảm ơn anh em. Trời ơi, yêu quá cơ. Hey slow bà con. Hey slow mọi người. Nỡ bán thần hành bảo điển rồi à? Thì em mua lại cái khác ở trên ngựa khác nhá. Có 60 xu thôi. Vâng, tiếp tục giao tranh khu vực này. Hôm nay Karate không đi nhậu và Karate đang ở nhà đánh chiến trường. Hôm nay mưa gió này, anh em ở nhà đánh nhau chiến trường rất là căng. Nhóm Võ Lâm Mai Huyền Thoại nhé, các bạn có thể lên Facebook để tìm. Hoặc là lên Facebook tìm Võ Mai Huyền Thoại 08 trang fanpage của mình. Có 30.000 người theo dõi rồi. Karate làm hết rồi. Một mình Karate làm hết trong tình huống vừa rồi. Tsubasa gặp Karate. Ngay mình kiếm một Karate nó khó, hoặc là khó chịu. Một tình huống mà Karate được búp bởi ngay mới kiếm của mình. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ngay mới kiếm của Karate cà phê rất chắc chắn các bạn hiểu không. Con ngay mới kiếm mà nó búp đến nó là con Thiếu Lâm Quyền nó cứ vậy nó nhấc chân nó sút thôi. Một tình huống gần hết máu thì lại được ngay mới kiếm hồi. Tiếp tục để lên đến từ ngay với đàn chị Mỹ Tâm. Có những pha công lên ở khu vực này. Tiếp tục là Karate sút hết rồi. Sút thế này thì làm sao mà chịu được. À, 10.000 thành viên nhưng mà ý là cái vấn đề là tôi phải tìm ra người thứ 10.000 các bạn hiểu không? Joker đang đẩy lên cùng Karate và họ sẽ sút cặp với nhau. Hôm nay bên Tống thì cũng mất một vài trụ cột khi mà các bạn ấy chắc là hôm nay dẫn gia đình và người yêu đi chơi rồi. Chắc là tối nay anh mới on đủ, các bạn cũng biết là hôm nay là cuối tuần thì cũng có những người buổi chiều người ta sẽ phải dẫn gia đình vợ con đi chơi chẳng hạn như tôi. Tối nay tôi phải dẫn vợ tôi đi chơi này chẳng hạn này. Đúng không các bạn? Cảm ơn bạn Tuấn Anh. Trên nhóm thì các bạn copy cái link này giúp mình nhé. Mình để cái link nhóm ở đây. Các bạn có thể copy cái link này và dán lên Facebook là sẽ tìm được cái link nhóm nhá. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trận chiến trường ngày hôm nay. Nếu họ đã bắt đầu đẩy sang khu vực vòng 2 rồi. Đây là võ đăng kiếm tướng quân. Đây là một võ đăng kiếm tướng. Nó có một cái đồ rất là khủng các bạn ạ. Nó tướng quân, quần tử quang. Mặt tịch 90% và một cái kiếm long muốn chấn 696 đam. Cái này cộng 7 nó khoảng hơn 700 đam. Quá ghê gớm không mọi người. Vậy là bên Tống đã phải lùi về khá sâu rồi. Tình huống này thì chắc chắn họ sẽ phải đẩy lên thôi. Đã có đẩy lên đến từ team của Tsubasa. Có cái băng bổng, có năm độc, có Nga Mi Đàn và có cổ sư Nga Mi Kiếm đi cùng. Xin chào anh em, chúc các bạn xem livestream vui vẻ anh em nhá. Vâng, vậy là lực lượng của bên Tống họ đã phải mấy ông bên Tống ăn hành mấy ngày có vẻ như là hơi mệt rồi. Đúng rồi, Võ Mai Huyền Thoại 008. Đúng rồi, mấy ông bên Tống ăn hành. Mấy ông bên Liêu xe vào cước, ông ăn là mấy kinh. Ông ăn hành 4 năm tháng rồi. Vẫn bám trụ.
Nếu bên tống lần này có vẻ phải cố gắng nhiều hơn rồi. Chứ các bạn bảo tôi bây giờ bên tống yếu, tôi cũng chả biết làm thế nào được các bạn. Nó thật. Câu chuyện nó như thế rồi. Phải cố gắng nhưng mà là bây giờ mẹ cứ yếu là mình lại chùn đúng không? Mình không PK các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm GM. Hôm nay mình vào muộn các bạn, 9:30 mình mới livestream các bạn. Xin chào anh em nhá. Anh em mà chưa follow thì có thể giúp mình một follow nhá. Cảm ơn bạn Hùng. Và nhóm cũng được 10.000 thành viên rồi. Fanpage thì được 30.000 follow. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình làm fanpage từ cái thời cách đây 2 năm trước là nó có nó có bao nhiêu ta? nó có hơn 1.000 like với lại mấy trăm follow thôi. Đến bây giờ mà đã lên 30.000 là cũng gọi là con số nó quá là khiếp rồi. Mình cũng mong là sau này nó sẽ phát triển nhiều hơn để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Vâng, tiếp tục ăn cả ích đàm liên tục. Ai đây cho hỏi có mua được set thằng kiếm thắng hay không? Cái này thì bọn mình nói thật với các bạn ở TikTok luôn nhá. Các bạn hay đặt vấn đề là server lậu thì mua được đồ và mình biết nói thẳng bên mình luôn là bên mình không bán đồ. Nói thẳng luôn, các bạn muốn mua đồ thì các bạn vào mua của dân cày hoặc là mua của những người khác. Chưa bên admin bọn mình không có nguyên tắc bán đồ, nó là cái nguyên tắc làm việc luôn. Nên là các bạn đặt vấn đề là bán đồ thì cái server nào mà cái thằng admin nó bán đồ ấy, server đấy là tầm 3 hôm là sập thôi. Còn bên mình thì không các bạn nhá. Tới nay có nghỉ này cổ vũ MU không anh á? Anh không phải fan MU em ạ. Anh không phải fan MU nhá, chúng ta không cùng quan điểm rồi. Tôi không phải fan MU đâu. Chào bạn design hay không bạn? Làm cái cốt livestream à? Có chứ, anh đang nghiên cứu đây. Anh đang nghiên cứu làm cái cốt, các bạn thích cốt gì nào? Hôm nay mình không đánh các bạn ơi. Còn set tầng kiếm ở server này thì mình cũng nghe giá sơ sơ khoảng 20 triệu. Như cộng 6 rồi, còn chưa cộng 6 thì chắc là nó rẻ hơn một tí. Đây là võ bút tiểu cát. Võ bút tiểu cát thì đây các bạn đã thấy rồi. Sẽ trang bị quá khủng rồi đúng không? Game này là game PC bạn nhá, chứ mobi mà công đá được như này tôi cũng nảy công đấy. Game mobi các bạn không thao tác được như này đâu. Võ mai nó là một cái game kỹ năng, nó yêu cầu các bạn phải có kỹ năng đánh, kỹ năng di chuyển, kỹ năng côn tim. Nó linh hoạt như kiểu là nếu mà nói nó còn linh hoạt hơn cả nếu mà nói về chiến thuật nha và cái cách đánh. Vâng, có tình huống đẩy lên đến từ lực lượng của bên liều. Nó còn kinh hơn cả Liên Minh Huyền Thoại. Tôi nói thẳng với cái tiểu xảo nó còn hơn cả Liên Minh Huyền Thoại nhiều. Nó như là một game đời sống các bạn hàng ngày vậy. Mình thì không phải fan của MU nhá. Ông nào đừng bảo tôi fan MU. Các bạn lên võ, lên Facebook tìm Võ Mai Huyền Thoại các bạn nhá. Sẽ có một cái group 10.000 người trên đấy. Này thì lực lượng của bên tống họ phản công rất mạnh mặc dù là họ bị ép sân. Nhưng mà mình có dùng vĩnh viễn chưa bạn? Vẫn là hoạt động bình thường. Xin chào anh em, bên này là thiếu ông quyền thầy ông nội. Thầy ông nội thì đã lên được một cái nón tướng rồi. Vậy là đã rời gót ra đi với tiên phong và anh đã lên tướng. Mật tịch 89% và một cái bao tay đám 550. Khá là căng. Game này là game thao tác tay chứ không phải cái game mà bấm auto các bạn ạ. Cái thời auto là chỉ dành cho game mobile thôi. Nên tôi không chơi game mobile. Mobile nó có cái hay của mobile. Nhưng mà nếu mà nói về game PK kỹ năng ấy. À mình đang làm những cái clip hướng dẫn các bạn nhá. Mình đang làm những cái clip hướng dẫn ở trên TikTok. Và hy vọng là các bạn bấm follow mình để mình có thể tạo những cái clip hay hơn. Kênh TikTok của mình là A Còng Vinh Vui. Chữ V với số 3 nó là Vinh Vui Vẻ. Mình để mức độ khó một tí. Tại vì mình không đặt được Vinh Vui Vẻ. Tại vì nó bị dính với một ông nào ông đặt tên trước mẹ mất rồi. Bên mình đã đồ rất chậm, các bạn thấy là bây giờ 6 tháng 8 và 2 tháng 10 được không? Vẫn đánh nhau đồ tàng kiếm thì các bạn hiểu là nó khó chịu như thế nào rồi. Cứ tàng kiếm với tử quang mà đánh nhau thôi. Các ông đừng có đòi hỏi gì nhiều. Cái tướng khổ không? Cái tướng khổ không? Nhưng mà nó hay. Tướng nó có cái hay của tướng không ạ? Tướng nó được 10% hiệu tướng nha. 10% lượng ngoại công. Tốc độ sụp chiêu 2 năm đến từ nón tướng. À, nó còn có quyền hành nhiều lắm các bạn ạ.
tải về trên điện thoại chơi được không á? Điện thoại chơi được nhé, nhưng mà vấn đề là bạn có muốn nghe không để tôi hướng dẫn các bạn chơi trên điện thoại. Các bạn có muốn nghe chơi trên điện thoại không? Tôi hướng dẫn các bạn chơi trên điện thoại nào. Bên Tống tiếp tục đẩy ra ở khu vực vòng 1 cao của mình. Liên tục phải ăn những pha ích đam cá xa đến từ lực lượng Thiếu Lâm Trượng. À, đây là cái link group các bạn nhé, các bạn copy nó ra và dán lên Facebook nó sẽ ra. Các bạn copy cái đấy và bỏ lên Facebook. Đồ thống với đồ tàng kiếm. Wow, trời ơi. Lần này có vẻ đội Thiếu Lâm Trượng nhà mình có vẻ như là có kỹ năng rất là tốt. Họ có những cái kỹ năng ích đam khá tốt, lần này được tiến triển rồi. iPhone 13, iPhone 15 cũng chơi được. iPhone 6 cũng chơi được. Nhưng mà các bạn chỉ chơi thuộc dạng gọi là điều khiển từ xa thôi. Cái team view là chơi được các bạn nhá. Hello các bạn. Chúc các bạn xem livestream vui vẻ. Cảm ơn bạn Sam nhá, cảm ơn bạn. Chào anh em nhá. Hello các bạn. Chúc các bạn xem livestream vui vẻ. Ngày hôm qua mình bình luận trận đấu băng hộ tiếng Anh, hôm nay mình khán tiếng các bạn. Hôm nay mình bị khán tiếng do tối hôm qua mình bình luận băng hộ tiếng Anh. Tối hôm qua bạn nào có xem băng hội tiếng Anh của mình có thể giơ tay không ạ? Điểm danh phát nào. Tối hôm qua mình bình luận trận đấu băng hội tiếng Anh quá căng trong buổi tối ngày hôm qua. Kể tướng phải có tin chứ một người cày khổ lắm, không có thời gian làm việc gì, sáng tài nguyên chiến, chiều chiến trường, tôi chiến trường. Cày tướng ấy, các bạn có tin thì các bạn bận thì người này người kia người ta cày hộ mình, chứ một mình các bạn kể tướng thì tôi nghĩ là các bạn không được cày. Chúng ta theo dõi chiến trường và bây giờ đã là 8 giờ. À xin lỗi các bạn, 3 giờ 57 rồi. Anh em có thể bấm giúp mình một like được không ạ? Mình cảm ơn anh em nhé. Bấm giúp mình một like. Bên TikTok thì các bạn có thể cày thoải mái. Xin chào anh Thiệp, em 20cm không phải 10cm anh nhá. Tí nữa tôi mượn nick vào tài nguyên chiến tôi đấm nhau tí. Trận đấu tối hôm qua thì băng máu họ tiếp tục giành chiến thắng. Thiếu Long Quyền á. Một đá bằng ngay mình kiếm cửa lon của đá chả chịu. Ôi ôi. Vãi lên. Khiếp. Ai lại chơi thế. Ngay mình kiếm cục xúc thế. Hay món cộng 7 luôn ạ. Ôi giời ơi. Các bạn phải biết là cộng 7 server mình nó khó lắm. Không phải đơn giản đâu. Tsubasa đẩy lên đến từ vị trí của Tsubasa. Tsubasa có mạng của Joker. Tiếp tục Kiều My có mạng của một Thiếu Long Quyền nào đó. Kiều My đã có một cái bao tay mới đam 553 đam. Anh mua với giá là 3 triệu đồng. Và anh cộng 200 mảnh thiên thạch lên 6 ạ. Không hiểu Kiều My đỏ kiểu gì. Vâng, cảm ơn các bạn. Bên TikTok thì các bạn like thoải mái, nhưng bên Facebook chỉ like được một lần thôi. Các bạn chạm vào mình giúp mình một cái nhá. Còn mấy ông Facebook cũng vậy, cứ chạm vào like cho like nó lên tương tác cho tôi vậy. Đã cặp, vâng, vậy đã có rồi. Nui đá chết karate rồi. Louis có một quyển mật tịch 93%. Mặc dù nó cấp 8 năm thôi nhưng mà Louis có một quyển mật tịch rất đẹp. Đây cũng này, đây có lẽ này một quyển mật tịch mà có số có má xem vào mình. Có một cờ tiên phong và có một đằng giao bích. Không biết Louis này mà bây giờ mà úp lên 86 thì có vẻ là hơi bị ngon đấy. Đào mắc 1000 quốc là ngon đấy. Hiện tại giá vàng bây giờ của mình rất là đắt. Ông nào mà cày tăng kiếm nó rất là giàu. Rồi để ông nào bảo surfarm thì tôi để. Vâng, xin chào anh em, chúc các bạn xem livestream vui vẻ các bạn nhá. Ngay mới kiếm 1-1 vô đối luôn, đúng rồi. Bên này là Minh Ngọc cùng với thầy ông nội, một cặp đôi mà nghe nào cũng tập luyện với nhau. Minh Ngọc cũng đã lên một cái nón tướng cộng 7. Mấy ông này cộng đồ đỉnh thế nhá. Mấy ông này cộng đồ đỉnh, các bạn công nhận không? Các bạn công nhận một điều là mấy ông này cộng đồ đỉnh không? Thái ơi, bạn có xem được livestream này thì bạn cộng 7 đấy nhá. Tình hình là bạn Thái hơi toang rồi. À, Minh Ngọc đã lên luôn cái lon tướng cộng 7. Dấu hiệu công cộng 7 kiểu gì mà đỏ thế nhở. Đúng rồi, Thiếu Quyền đi 2-3 con với nhau mà kiểu bơm được một bình máu nhưng mà nó vẫn sút chết được các bạn ạ. Thích chơi đồ, Dương Cơ Cung đây. Các bạn hỏi Dương Cung tầm trung tầm thấp đấy. Mấy ông này, ông vẫn chơi bình thường, ông vẫn bắn chết người. Không việc gì mà phải vậy. Liên Quân này tải điện thoại được không á? Liên Quân này không được bạn ạ. Bạn hỏi câu Liên Quân thì thua rồi. Ha 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 ha.
Vâng, tiếp tục giao tranh ở khu vực vòng 2. Tí nữa tôi sẽ build một cái nick cho các bạn xem nhá. Bạn nào thích xem build nick thì ở đây. Tí tôi build cho các bạn một cái nick cổ sư. Tôi sẽ build cho các bạn một cái nick cổ sư. Vâng, anh đam tâm xả. Có những pha phản công ở khu vực vòng 2 đến từ lực lượng của bên Tống. Cơ ơi, dứt điểm. Bên trên đó là trấn phái Võ đang kiếm. Ông bắn con mẹ nó vào tường rồi. À, vẫn có mạng. Một tình huống ông bắn vào tường nhưng mà có vẻ vẫn có mạng của Võ đang kiếm. Nằm quả lửa bạn ơi. Nhưng mà bên trên đã có lực lượng Nga với đàn nên đánh rồi. Có vẻ như là các anh em cộng 7 rất là hăng. Đây là Dương cung hết nước chấm. Một mình anh vẫn có set cộng 7 rất là khủng của mình. Bây giờ anh chỉ đợi ra sư môn anh úp lấy đàm thôi. Vậy là đã hết chiến trường rồi. Và chúng ta cùng xem kết quả ngày hôm nay. Võ kiếm khó chơi lắm các bạn. Võ đang bút thì các bạn lên đồ sát thương. Tử quang linh hoạt. Chưa đừng lên tử quang thân pháp. Võ đang bút người ta phải đi linh hoạt ở bản này. Linh hoạt để có khắc né các bạn ạ. Chứ các bạn đi thân pháp với lại sức mạnh là vẫn đi hết. Hồi đó ép được 5 ô đẹp. Đương nhiên ép được 5 ô là rất là đẹp rồi. Và chúng ta đã có kết quả cho trận chiến trường ngày hôm nay. Ok, 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 ok. Và top 1 chiến trường ngày hôm nay thuộc về bạn Dương Cung Môn Nèo. Vậy là hôm nay thì Biên Niêu họ tiếp tục giành chiến thắng chung cuộc. 1.000 điểm. Top 2 là Dương Thương Xoáy đi đòn. Thiếu Lâm Trượng Xoáy đi đòn 1.000 điểm. Top 3 là Thiếu Quyền Karate 1.000 điểm. Top 4 là Thiếu Quyền Tsubasa 901 điểm. Top 5 là Dương Cung Akochi 874 điểm. Top 6 là Thiếu Trượng Vua Nghiện. Top 7 là Thiếu Quyền Thái Nhọ Vui Đòn 703 điểm. Top 8 là Cái Băng Quyền Bi Trầm Cảm. Top 9 là Thiếu Quyền Thầy Ông Nội. Và top 10 là Thiếu Quyền Joker. À, và bây giờ các bạn muốn build một hệ phái Cái Băng Bổng đúng không? Tôi có một con nick cũ thì tiện thể tôi build luôn các bạn nhé. Tiện thể tôi có một cái nick cũ. Rồi tôi sẽ build luôn một con Cái Băng Bổng. Cái Băng Bổng nhá. Cổ sư chắc để tối đi. Tối làm cổ sư cho. À, tôi sẽ làm một con Cái Băng Bổng. Không biết là cái tài khoản là cái gì nhỉ? Tôi mới mua sáng nay cái nick Cái Băng Bổng này. Tôi mua lại của một bạn tên là Nguyễn Hữu Tuấn với giá là vài trăm nghìn. Đấy, tôi sẽ vào cái nick này để chúng ta cùng live stream nhá. Ok, tôi sẽ vào cái nick này để tôi build cho các bạn xem. Link tải game các bạn có thể truy cập vào trang TikTok cá nhân của mình cho mình xin một follow và có cái link zgamehuyentoi.com là các bạn chỉ cần click vào được nhá. Bây giờ thì mình sẽ mình sẽ đăng nhập vào cái nick này. À, tôi sẽ làm có page bạn nha. Page của mình có 30.000 theo dõi và nhóm của mình có 10.000 người rồi. Này cũng rất là cảm ơn anh em trên Facebook. Và tôi đang có mặt ở khu vực Tiền Châu. Tôi mới mua cái nick này với giá là 100.000. Tôi về tôi ăn event và tôi mua gói hỗ trợ 699.000 ở đây. Đây là túi quà đồ rê có giá là 699.000 để build lên cấp 85. Bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ với fanpage Võ Mai Huyền Thoại 2008 nhá. Và các bạn chỉ cần lên Facebook là tìm ra thôi. Top tống mà vẫn thua liều đương nhiên rồi. Không, tôi build Cái Băng Bổng là tôi đi tỉ võ không ạ? Không có biết đây là cái gì không? Tôi mới mua con siêu phẩm này xong với giá là 100.000. Tôi vừa mua giá 100.000, tôi hẹn bạn ấy lâu rồi nhưng mà... Ok thì thôi, đằng nào cũng hẹn người ta rồi thì phải lấy cho người ta thôi. Chúng ta không thể nào mà bùng kèo được đúng không? Thưởng thăng cấp, cấp 80, set trang bị đô thống. Ok luôn, có một cái set trang bị đô thống luôn. Đúng quân hàm đeo được luôn nhá. Đấy. Liêu đô thống à? Để con này đi liêu à? Các bạn có thể đeo set này cũng được, các bạn thích đeo set này cũng được. Chào anh em, xin chào tất cả anh em. Thiếu Lâm Trượng thì dễ, Cái Băng Bổng nó mới khó này công này. Ok, và tôi sẽ tiến hành tống mấy cái này vào rương nữa nha công nhá. Xong tí nữa chúng ta tính tiếp. Đúng rồi, anh em qua tống đi cho tống nó khỏe lên tí. Đợt này thằng Thái nó trầm cảm lắm rồi, cho nó cộng đồ xịt các bạn. Các bạn biết tại sao tôi gọi nó Thái Nhọ không? Tại vì Thái nó đen. Đen kinh khủng quá đấy các bạn ạ. Thái Nhọ.
Ủa alo. Kệ đi, tôi úp đồ là việc của tôi chứ. Tôi đang úp đồ để tôi quảng cáo gói hỗ trợ chứ. Tự nhiên các bạn bắt tôi đi đánh nhau. Không có đồ đánh bằng răng à, không đồ cho nó đấm cho vỡ mồm ấy. Rồi chúng ta về Tương Dương đi cho nó đẹp. Gì cộng đồ cho nó dễ. Hello, hello bà con. Và chúng ta cùng quay trở lại với Võ Mai Huyền Thoại. Hôm nay tôi sẽ build cho các bạn một cái nick cái bong bổng. Thì arc này, đây là một cái arc cũ nhá. Arc cũ các bạn vẫn có thể mua được gói hỗ trợ này. Gói hỗ trợ chỉ giá 699.000. Mặc dù nó để bên ngoài vậy nhưng bọn tôi đã fix lại rồi. Nga mi đàn à? Thôi bỏ con mẹ Nga mi đàn đi không ạ? Vứt mẹ con Nga mi đàn đi. Mật tịch con này 4 phụ lục và mật tịch con phái 10 thành các bạn nhá. Tôi sẽ build con này xong mà tôi tài nguyên chiến và tôi đấm nhau. Arc này mua 100.000 nhưng mà mua gói này là 769.000 là 799.000 rồi. Con này tôi phải bán 1 triệu. Được không? Được không? Được không? Thực ra con này không bán đâu, con này để tỉ võ đấy các bạn, bán làm sao được. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở gói quà ra nha các bạn nhá. Trên màn hình các bạn đang có gói quà rủ rê trị giá 699.000 hoặc là các bạn nào lên 87 sẽ được tặng miễn phí. Cái băng bổng mà tịch môn phái 10 thành đấy các ông ơi, không phải là muốn là có đâu. À, đồ họa đẹp nhưng trước nhưng xưa giờ chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 quen rồi, cũng muốn chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 2 lắm mà kiểu không biết chơi. Cái cách thức nó dễ mà anh ơi, em nói thật dễ lắm. Em biết anh lớn tuổi hơn em. Tại vì những người lớn tuổi hơn là người ta chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 nhiều. Có thiếu quyền không bạn? Có nhá. Cuối không thì công tí có phải xem livestream có mới biết được. Tại vì tôi vừa mới mua gói quà rủ dê trị giá 699k rồi và tôi sẽ mở gói này nhá. Mở gói này các bạn sẽ nhận được là 1000 quốc này, 1000 bánh thường này, 500 nhân sâm vạn năm khóa này, 300 quân công lệnh và 1k điểm công trạng, 5000 điểm danh vọng sư môn và một bộ trang bị từ quang vàng cộng 4. Một bộ sư môn 3 cộng 4 luôn. Ok, mở nhá. Ông nào đoán xem đam vũ khí đoán chuẩn tôi tặng 5 cây bát nhãn lớn. 10 thành 2 phụ lục anh ơi, 4 phụ lục mà. Đâu mà 2 phụ lục anh. Ông Loan đoán, ông có này giao dịch được không? Được bạn ơi, gói này giao dịch được nha. Các bạn có thể mua cho nick khác vẫn được. Alo anh ơi, hello bạn Thanh Việt. Anh em đoán vũ khí, đoán trúng đam em tặng 5 cây bát nhãn lớn nhá. 187 là không đúng rồi, đam cái băng bổng cộng 4 nó khác nha. Vũ khí cộng 4 của cái băng bổng sư môn 3 nhá. Hello bạn Thanh Việt, hello các bạn. Và các bạn đoán đúng này, tôi tặng các bạn mỗi người 387, 5 cây bát nhãn lớn. Đoán đây các bạn đây, đoán đây, đoán đây. Mở ra nhá. Rồi, một rương đồ luôn này. Ông nào bảo nick cuối với tôi bảo cho. Ok, ok. 355 337 332. Cái đéo có gì 232. Ông quá đáng vừa thôi. 337 không đúng. Chắc chắn không đúng. Xin vàng nào không. Con hàm mới có ăn. Không cho xin. Ok, để xem là con nào trúng không nha. 343, ok dừng nhá. 42 cơ ông ơi. Ông nào bảo 300 là nghỉ đi nhá. Trường sông bé 381 không phải bạn này. Ok, tôi sẽ đeo đồ các bạn xem này. VIP ngay, cái món này mà đeo đồ vào thì nó vụt cho thì tôi nói thật với công này. Mẹ mà đỉnh của các loại đỉnh luôn không hả ông? Con này nó đeo đồ nó vụt cho thì công biết rồi đấy. Không phải dạng vừa đâu. Mẹ cái bổng tôi VIP ngay. Nào một tình ngôn phái 10 thành đeo set đồ và nó gọi là đẳng cấp luôn không hiểu không? Lom giòn tôi vụt cho cái mẹ giò luôn. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Anh em Facebook muộn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở dương tử quang ra. Các bạn sẽ nhận được hai set đồ cơ. Đấy, cái gói này rất là ngon. Nó xứng đáng để các bạn mua. 413 muộn rồi Tùng Lâm em ạ. Muộn rồi Tùng Lâm ạ. Chúng ta sẽ mở nha, chúng ta sẽ thấy một cái nón tử quang. Cái này nó đi gân cốt, thân pháp. Cái ống bổng thì chúng ta đi thân pháp rồi, mình đi thân pháp nhá. Thân pháp, rồi. Tiếp tục. Chiến bào. À, anh dai rồi em solo à? Được, anh thích solo em chơi với anh luôn. Ok anh. Anh đợi em tí nhá. Em đợi em tí em cái chiếm đánh nhau với anh nhau. Ông anh này ông biết chơi các bạn ạ, ông biết chơi. Mẹ ông đang ông mới mua cái nick này này, ông biết chơi đấy. Ok anh, em đánh với anh luôn, anh đợi em tí. À, em mới có set đồ anh đã gạ em đánh nhau rồi. Anh đợi em tí em lấy cái áo đã. Giảm tổn thương 10 à? Em lấy cái quần vậy, em lấy cái áo nhá. Ngoại công thân pháp anh em nhá. Đấy, cộng 4 luôn.
Chúng ta có hai set đồ, cơ một set tử quang, một set summon 3. Tiếp tục trong này cái quần chiến trang thân pháp rồi, em đeo cái quần nên vụt chết anh. À. Ok anh ơi, anh đợi em tí. Máu này anh đá chết em mất. Cấp 80 đánh cấp 85 mà. Ôi đéo khó lắm anh ạ, cấp 80 này em thua. Cấp 80 đánh cấp 85 này em thua. À, có vệ nhãn này. Ba ca chính xác. Anh chết với em rồi. 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 Cái này phải mổ to anh ạ. Đánh máu to mới đánh được anh, chứ máu nhỏ anh đá em phát trên chết mẹ luôn. Đánh máu to. Ok anh. Con của anh có... anh đeo đồ này, anh đeo đồ cộng 6 vào à, anh đeo đồ kia, anh đeo đồ cộng 6 vào anh ấy ạ, anh dai ạ. Các bạn thấy không, đeo đồ phát nó mạnh hẳn lên, tôi cấp 80 tôi hẳn cấp 85 không được không, không được không, không thấy khác biệt không? Hello anh em nhá, anh em bấm giúp mình một like nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình build, đeo cái quần tử quang vào. Thích các bạn đeo cái áo tử quang được, thì nó sẽ trâu hơn. Để chúng ta sẽ ăn nhân sâm trước nhá. Và ăn nhân sâm trước. Một cái là 2 triệu kinh nghiệm, chúng ta ăn cho nó lên cấp phát đã. À lên cấp mới chống được đam của con kia. Cộng cho nó tí gân cốt các bạn. Chúng ta ăn nhân sâm nhá, ăn hết 500 cái các bạn nhá. À, mua gói thì bạn nhắn tin tớ hoặc là bạn nhắn tin fanpage chuyển 699k là được, xong người ta gửi code cho bạn nhập vào là mở thôi. Hiếu ơi, làm mẹ ông gói làm con cổ sư nhà mình kiếm mà chơi thật rẻ cực, tầm này mấy ông vào nên mẹ 85 rồi mà đúng một tịch nữa. Anh đợi em tí anh ơi, em ăn lên cấp phát, em lên cấp 81 em đánh nhau với anh. Ok, 81 này, cộng gân cốt anh em ạ. Công đừng vác cái bóng bổng nó công bắt nạt tôi. Nick này có nick hàng đại này. Rồi ok anh em nhá. Nick này nick hàng đại này. Nó nick đại ngon vãi. Nick đại ngon vãi trưởng luôn. Và sẽ tiếp tục ăn hết chân sâm các bạn nhá, ăn hết chân sâm. Rồi bây giờ thì để cái mình ra ngoài đây mình cất bớt đồ đi. Bạn này không có chuyển sinh bạn ơi. Server đông lắm. Mình sẽ cất bớt đồ anh em nhá, cất bớt mấy cái này đi. Tại vì tí nữa nó chật dương các bạn ạ. Tí nữa nó sẽ chật dương. Mình cũng cất bớt mật tịch đi anh em ạ. Khôn trái cây các bạn cất hết đi. Cái này các bạn để lại ăn được. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình mở gói anh em nhá. Hello 500 bạn đang xem. Xin chào 100 bạn trên Facebook. Anh em bấm giúp mình một like nhá. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng bánh. Cái bánh này thì các bạn sẽ nhận được random kinh nghiệm. Các bạn ăn thì các bạn sẽ nhận được random kinh nghiệm. Ăn cái bánh này thì khả năng là mình sẽ lên được khoảng cấp 83, cấp 82 gì đấy. Dương ra cung à? Không anh em ạ. Thank you.
cấp 82 này, cấp 83 này. À, mình còn thừa 200 cái. Này để mình để clone nó ăn. Vậy là mình ăn max event rồi các bạn nhá. Là mình lên cấp 83. Tại con mình cấp 80 rồi mà. Cấp 83 mình sẽ cộng luôn gân cốt cho nó. 72 điểm gân cốt được 12.000 máu. Ăn cắp chiêu. Đây là cái chiêu ăn cắp của nó. Vậy nhá đi anh em ăn cắp phát. Wow, khoảng 50k quá. 50k thì chắc là bạn hơi khó. Tôi sẽ tiếp tục là ăn hết cái đống nhân sâm này nhá. Tôi sẽ lên được cắp luôn. Huệ nhãn. Ăn cắp được huệ nhãn rồi các bạn ạ. 2k8 chính xác. Đấy là mình đã bắt đầu là mình chiến được rồi đấy. Ông này gặp mình giờ mình vụt cho biết tay luôn đấy. Nói chung mình cắn máu nhỏ thì mình thua người ta, nhưng mình cắn máu to thì mình không sợ các bạn. Máu to thì nó hơi đắt một tí. Ok, đánh luôn nhá. Anh em mình đánh luôn, sợ gì anh. Dân chơi. Anh đợi em tí, nhận phát sáng vũ khí phát. Đầy dương kìa. Anh trêu em rồi. Vẫn win. Ừ, nhận Mark Evan nữa nhỉ, quên. Ừ, nhận Mark Evan 1 nữa, quên đấy các bạn ạ. Mải đánh nhau quá. Rồi ok, mình nhận Mark Evan thì mình nhận được 3 tỷ nữa. 1 tỷ này, 2 tỷ này. Ôi, 384 mẹ luôn. 3 tỷ, gần 8 năm luôn không ạ. Nhanh nhờ. Lại có quả cộng gân cốt nữa. Đấy, uy tín không? Cứ lên một cấp tôi lại phang nhau mà phát. Từ từ tôi đi tôi cất trái cây, tôi phải tủ ảnh ông cho xem này. Tôi đi tôi cất trái cây đâu không ạ, đợi từ tí nhá. Con này tôi để 8 năm thôi, tôi đánh 1 tỷ võ tôi để 8 năm thôi. Tôi không để gì cả, anh em build tỷ võ để 8 năm thôi các bạn ạ. Biết sao không, 8 năm nó trâu chó lắm các bạn. Đánh tôi không mất máu đâu không, không phải sợ. Đánh quần sư môn cũng được, quần sư môn tăng khắc né, trừ thân pháp. Ok nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh đánh áo tử quang. Đánh áo tử quang đam nó to. Quang thân pháp 15. Tôi sẽ nhận thêm cái tôi đánh anh Hoàng Sơn 82 sẽ kháng tất cả 5 này. Bộ này này ngầu lòi luôn. 83 phát sáng vũ khí số 3. Ok, mối hiệu cho nó các bạn nhá. Con này hiệu 15k danh vọng à, mua luôn cho nó hiệu 15k danh vọng nha. 200 xu. Hiệu 15k danh vọng nhất đại tông sư này. Rồi, kháng tất cả cao. Anh ơi, tỷ võ anh ơi. Ok. Vãi lồn ạc VIP thế. VIP N. Xin 1000 quốc á. Quốc có giao dịch đâu mà xin.
Các bạn sử dụng cái này luôn nhé các bạn nhé. Sử dụng thì các bạn sẽ nhận được sử dụng thì các bạn sẽ nhận được 500.000 điểm công trạng. Nó chỉ ăn được đến 500.000 là nó dừng các bạn. Quả nhiên là 500.000 điểm công trạng, 15k danh vọng sư môn luôn. Hoa rơi cửa Phật nhạc giật thì lên luôn đúng không? Hello anh em, xin chào anh em. Anh em chưa follow thì các bạn có mấy trăm nghìn, các bạn có một set đồ đánh nhau rồi. Con này nó cùi, nó không phải là VIP cho nên chúng ta không thể đánh giá nó gọi là ấy. Mình thấy mình đeo một cái ngọc tử quang, đeo cái ngọc tử quang 8x này cũng ngon các bạn. Đeo luôn set sư môn 3 vào. Hoặc là đeo như này. Các bạn đeo cái áo tử quang vào. Thì nó bị trừ thủ ngoại, nhưng mà bù lại thì các bạn thấy không? Nó vẫn khá là trâu. Qua bấm vào túi quà ác chính luôn ạ. Ôi giời ơi em ơi. Ôi giời ơi Vượng ơi. À có bán không á? À này mình không, mình để đến từng bạn nào thực sự đam mê cái bóng bổng thì mình sẽ để lại cho một giá rất là hữu nghị. Tại vì mình vừa mở gói quà 699k rồi. Hàng này mà tịch môn phái nó còn 10 thành nữa cơ, nó rất là ngon. Để nó tiếc. Ngáo ngơ lắm, đánh cái đéo được cái bóng bổng. Cảm ơn donate đến từ bạn Vũ Nguyễn. Đánh cái đéo được nó cộng 6 không hiểu không? Thì mẹ nó full cộng 6 không, nhìn nó lệch đồ không? Nó sát thương mẹ mình tử quang vàng với tử quang xanh đấm nó đấm vào mặt trò ấy. Bây giờ con này phải build lên set cộng 5 thôi, cần mới vậy là được. Cánh bổng chưa có tu la. Mặt tịch thì nhiều lắm các bạn ạ. Để sử dụng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi đào sâm các bạn nhá. Hoặc là mình sẽ đi luyện mặt tịch, chắc chắn là mình sẽ luyện mặt tịch. Kiếm cái mặt tịch là 4 phụ lục các bạn nhé. Nên mẹ nó nóng thế nhở. Hello bà con, xin chào bà con, chúc bà con xem stream vui vẻ. Tôi cũng là một tay bóng bổng đấy, bạn nào là một mà fan cái bóng bổng ấy thì mình sẽ có thể là mình sẽ bán lại một cái giá rẻ cho. Xem vào lầu chưa? Bảo nó mặc đồ cho bằng á, mặc đồ bằng hơi khó đánh với nó đấy các bạn, tại vì nó đồ sát thương mà. Mình thua nó nhiều lắm. Nhưng con nhai mới kiếm của mình còn nhiều đồ lắm, nhiều điểm tử quang lắm. Bớt cho con này lấy cặp tử quang ngọc đánh cũng được. Con này nó còn chưa thèm làm nhiệm vụ cơ. Nó chưa làm nhiệm vụ khẩu chuẩn biện kinh cơ, đấy. Con này giờ cái long môn chấn thì có một set đồ cũng ngon, lấy cái đằng dao bích đánh nhau cũng được. Phiên bản võ mai huyền thoại của nhà phát hành huyền thoại bạn nhá. Nickelon 600.000 để mà chơi, để đánh tỷ võ, chắc tỷ võ mình nó đấm cho cũng đau rồi. Nick này mình vừa mở gói quà là mình lên được cấp luôn anh em nhá. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi kiếm mấy cái mật tịch nữa nói anh em nhỉ. Mật tịch thì nhiều lắm. Tôi vừa xin được một đống mật tịch 89 không? 98 này. 89 này. Quyền này là quyền tạ giáp cái băng quân quyết. Quyền này là quyền từ Hà. Chiêm mi. Đấy, rất là nhiều mật tịch. Cả thân pháp. Thế là đeo ngọc này ngon hơn ngọc tử quang không ạ? Ngọc tử quang ngon đĩa bằng ngọc này được. Mà đeo nó đầm hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi luyện mật tịch nhá. Chúng ta có khoảng 5 quyển mật tịch ở đây. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái gì đó nó bất ngờ hơn. Các bạn xin mật tịch tí mình đi đào mình cho đầy thiếu địch. Cho tới cuốn mật tịch dòng 389 á. Vứt hết đi rồi không bảo sớm. Đấy, tôi vứt hết mẹ đi rồi. Giờ chúng ta đi học nhá. Các bạn cho tôi một cái chỗ luyện mật tịch đi các bạn. Các bạn cho tôi một cái chỗ nào luyện mật tịch nó đẹp đẹp đi. Đào sâm ở đại lý anh em nhá, anh em Facebook ơi, 90 ông, gần 100 ông đang xem, bấm cho tôi một like được không ạ? Ôi giời ơi. Có anh ơi, có like phải khác nha, mỗi ngày em làm một phái, ngày nào em chả làm một phái. Ngày nào em chả làm anh. Anh em nhớ like giúp mình một cái anh em nhá. 400-500 ông đang xem ạ. Ôi giời ơi. Mình chắc là mình sẽ đi kiếm cho nó một ít đấy, mình đi đào các bạn ạ. Đi cày mật tịch. Luyện đâu anh em nhỉ? Luyện mật tịch ở đâu nhỉ? Để mẹ cái bang đúng không? Cái bang nó có mấy chỗ luyện rất là hay. Cái bang đâu nhỉ? Cái bang là chỗ nào nhỉ? Cái bang nó có một cái chỗ luyện mà nó cái bang. Cái bang cơ. Nó có một chỗ luyện đây này. Đây.
Thanh Thành Sơn à? À, và chúng ta ra, tôi biết một chỗ nó Linh Bảo Sơn ấy. Thanh Thành Sơn cũng được, Thanh Thành Sơn nó không bị lag nhiều. Thanh Thành Sơn. Sợ các bạn đánh tôi thôi chứ cần. Con này đéo có thần hành à? Vãi hết thần hành rồi. Thanh Thành Sơn đúng không? Ok, lên đây luyện nhá. Mẹ éo lại bị crash game là đi. Có đi Thái Hư không anh á? Không biết nữa. Anh đang build ôi, đi mẹ lại bị crash game rồi. Ok, mình sẽ đi cái gì đây? Đây. Lên thiên ba, thiên ba đông người lắm. Bây giờ chỉ lên Thanh Thành Sơn thôi. Đại lý giờ đông người lắm. Lồi còn đã đứng đây. Ông lồi còn. À, mình sẽ lên khu vực trên này này, nó có một cái góc vào. Thanh Sơn nó đỡ lag hơn. Công nhận các bạn chọn cái góc này cũng đúng. Tại vì nó là một cái góc mà nó đỡ lag hơn, với lại nó tôi nó không nhầm thì nó là một cái góc mà nó khá là âm mù. Đây này, các bạn ngồi đây các bạn luyện này, đẹp chưa? Các bạn nhìn khung cảnh nó có đẹp không? Trời ơi, Thanh Sơn nó đẹp dã man miên man luôn các bạn ạ. Đây là một cái khu vực rất là đẹp mà các bạn có thể dẫn người yêu ra đây hoặc là đứng đây luyện được này. Tháo bổng ra. Các bạn có thể ra đây luyện một tịch này, nói chung là rất là đẹp, các bạn nhìn khung cảnh này, non nước hữu tình không? Đẹp không? Quá đẹp luôn, tôi thật với ông. Dẫn người yêu ra đây ngồi tâm sự với nhau thì thôi luôn. Ông nào mà có vợ chơi game hoặc là người yêu chơi game thì tuyệt vời. Ít người có lại đôi ta chim chuột không đi tưởng ông có nghĩ cái gì trong đầu ấy, trong đầu của ông toàn ba cái chuyện vớ vẩn đấy, những người ta yêu nhau trong sáng, người ta yêu nhau trong sáng, các ông cứ suy nghĩ trong đầu vậy. Các ông phải hiểu là mình là cái người trong sáng là hiểu không? Góc này nó đẹp các bạn, là mây nó trôi hững hờ các bạn nhìn không, mây nó trôi đẹp thế này cơ mà. Để tôi cài đặt cái độ phân giải cao nhất cho nào, độ phân giải cực kỳ cao nào. Các ông trong đầu các ông toàn cái gì ấy, mang ra mi búp chống ngủ các bị điên à, đi xịt đấy, xin các anh đấy. Nói chim chuột nhiều ông không có người yêu lại buồn nha. Chúng ta mở tiếng nhạc nghe các bạn nhá. Các bạn thích nghe nhạc gì mình mở cho, nhạc Võ Lâm Truyền Kỳ. Để mình mở một cái nick nữa mình cho các bạn nghe nhạc nhá. Năm mười, ok, 60. Địt mẹ dòng bốn cao thế. Ôi giời ơi, cái này thiếu lắm chuyện chơi rồi. Tháng 3 triệu làm tiền liên tục. Ôi giời, mình thiếu tiền. Lương mình không có, nhưng mà tiền game nó cũng có. Có thì được không anh? Có chứ em. Chúng ta để đây cho khung cảnh nó đẹp các bạn ạ. Con này qua ngày nghe huyền thoại nhờ. Giờ này nó TikTok thấy mọi người chơi Võ Lâm 2 nhớ lại quá, đúng rồi. Giờ này mình like TikTok cho bạn xem mà. 12 thì cái này xịt trắng mắt rồi. Quả quả mây mù bay trí nhỉ, ông nào có quả mây này hay nhỉ, được đấy các bạn. À, link tải game các bạn vào trang TikTok cá nhân của mình sẽ có nhá. Nói chung là mình luyện hết 11, 14. Quả nhạc này nghe huyền thoại nhỉ, ông nào mà nghe kiểu ngày xưa có kỷ niệm với game này chắc là khóc luôn đấy. Nổi da gà, tôi nổi da gà mẹ rồi. Game Võ Lâm Truyền Kỳ 2 bạn nhá. Xin chào bạn Dũng Ca. Chào bạn Nguyễn Thắng, chào bạn Ngọc Thanh.
16, 17, cái này xịt rồi. Các bạn nhìn cái quả mây trôi hững hờ không? Đúng kiểu mẹ người tình xa xứ. Đúng kiểu vào lông chuyện kỳ, hay thật. Xịt rồi, chấp nhận thôi. Mẹ đến đây xịt là biết quả này cho thiếu trưởng rồi. Ông nào nếu mà cảm thấy quá đáng quá thì thôi. Chúng ta vừa xem vừa nghe nhạc thôi. Mười chín, cái này xịt rồi. Thôi đổi quyền khác. Rồi dừng quyền này các bạn nhé, quyền này xịt rồi. Vứt quyền này đi. Tiếp tục một chi quyền nữa. Quyền này quyền mới nhá, quyền này vứt ra ngoài. Mây trôi hững hờ đẹp nhở. Mẹ quả nhạc nghe chất lượng quá rồi. Cháy thật sự. Kỷ niệm thật. Ôi thôi lại xịt rồi. 11. Ai từng chơi võ mai xưa bây giờ cũng hai con. Em thêm chưa con. Em có vợ rồi. Không phá gì. Anh em chưa follow mình cái anh em nhá. Anh em nào cần mua gói hỗ trợ thì có thể inbox về TikTok cá nhân của mình. Ôi mạng nghe quả này nó cảm xúc không ạ? Ui nổi hết da gà rồi. Thì nghe quả nó cảm xúc vãi lên. Cậu phải đeo tai nghe vào cơ mới cảm nhận được nó cảm xúc như nào. Phê nhờ. Thì ông nào cần tôi cho có gì đâu mà. 10, 16, cái này có tương lai đấy. Mười bảy, mười hai. Làm viên kẹo cho cảm xúc. Hello các bạn nha, xin chào anh em. Các bạn đang xem live stream trên fanpage của Võ Mai Huyền Thoại 2008 và trên kênh TikTok của Vinh Vui Vẻ. 15, 20. Sao tải không được nhờ? À, bạn nói hỗ trợ tải game thì bạn nhắn tin lên fanpage nhá, nó có đấy. Dương Thương á, chắc là chiều tối nay làm chứ bây giờ làm sao kịp. Tưởng kiếm rẻ mà anh em. Các bạn tải game ở zgamehuyentoại.com các bạn nhé. Anh em kéo nhau lên đi đông thế. 19:22. Hai ba, ok.
5. Hello bạn Huy Đức 1992. Chào bạn Hiếu Lê Min. Ông này như ông spam tôi hơi nhiều, để ông nãy giờ ông spam tôi hơi nhiều với cảm giác ông khó chịu với tôi. Ông để tôi. Ôi sợ quá lại phải ban thôi. Mẹ cứ spam thập cái quần què thập. Thập nó sắp đi mẹ rồi, ở đó mà thập. Mấy thằng đấy nó sắp đi rồi. Hồi trước tần mua thất bảo ai có PM. Hồi trước mình chơi thêm cần cực khổ lắm. Mới săn được bao tay trừ nội 10 năm. Nó đang bảo đồ nhau kìa. Cấp 2928, ôi chán thật sự, lại xịt rồi. Má này mà thấy khó chứ vậy trời. Anh em vào build nick đi. Ui giời ơi, hỏi tôi làm gì. Các bạn vào tự mua nick mà chơi. Build cái nick rẻ mà 699k có full gói. Quyền này đang bạc xịt đây này em. Cảm ơn bạn đã bấm follow giúp mình. Anh em bấm giúp mình một follow, một like các bạn nhá. Hello bạn Đại Dubai. Hello Dubai Đại. Mẹ dòng 2 nó còn cao hơn dòng 1 à. Trời ơi, quá chịu. À, mình đang livestream trên fanpage của Võ Mai Huyền Thoại 2008, các bạn có thể lên Facebook đang tìm nhá. Và bạn nào chưa like video thì bấm giúp mình một like nhá, cảm ơn mọi người. Cái này đá 18 hô à, có mà đá bằng mắt các bạn. Bán 533 nó mới chiều người nhau. Ui xời ơi, chết được rồi. Cái này vẫn đi chứ làm gì nữa anh em. Vứt rồi đúng không? Cái này nó chỉ cần đến tầm 80%, 4 phút lục cũng được mà. Sợ lại xịt rồi. Vứt. See what you like, you fall. You in your sunshine. Các bạn có thể kết bạn với Facebook cá nhân của mình nhá. Facebook cá nhân của mình đang ở để ở phần TikTok ấy các bạn, hoặc là cái trang tải game thì cũng trong TikTok cá nhân của mình luôn. Mình đã mặc đồ tử quang với đồ sư môn anh em nhá. Đồ giá rẻ thôi. Nhưng cái set rất là rẻ. Ông Trần Phi Nong luyện được một quyển mật tịch 33 dòng 3. Dòng 143 luôn. Kinh vậy. Kinh vậy. Đỉnh thế nhỉ. Đéo hiểu kiểu gì. 4135. Thôi vứt con mẹ đi, luyện cái gì nữa. Vứt con mẹ đi chứ luyện cái gì nữa anh em. Đèn lắm, đổi quyền khác nhá. Xịt rồi, vứt anh em ơi. Ây giời, có tương lai đấy. Mình đeo sư môn 3 anh em ơi. Mình đeo sư môn 3 với lại từ quang 11, được. Có ai thấy Henneken không? Có, Henneken clone. Vụt phát chết. Henneken đã lên 8 năm rồi. Làm nhiệm vụ đi bạn ơi. Vậy liền. Chín mười lăm đẹp phết này, 9:15 các bạn ạ.
quyền này cũng tạch được, tạch đâu mà tạch, 9-15 mà tạch cái gì, không làm sao đây, đều đánh nhau đâu, khi nào bằng đồ bằng cấp mới đánh. Mười sáu kìa, 6% kìa. Mười lăm, 20, 5%, 21, từ từ không ạ, đứng châm điểm rồi. Mười tám, 22, link tải game là zgamehuyenthoại.com anh em nhá, em lên đấy để tải game. Chín, 23, đổi chỗ nhá, sang đây ngồi. Mặt chỗ này đẹp nhở. Tôi là cái thằng chùm luyện vào tịch đen ở server này. Nên 84 này bạn ơi, tí lên 85 là vừa đẹp. Đồ. Đồ, quyền này được này. Quyền này còn 4% này. Hết đủ rồi. Cốt không có cốt chung bạn ơi, chỉ có cốt riêng thôi. Cốt 699k là bạn lên được 85 nhá. Đuổi gần anh em. 3% mẹ. À, khó chứ trời. Mẹ hai con nó lên cùng nhau luôn. Hai tám. Phần này xịn này. Mẹ một tí có phải rác đâu không? Cứ muốn là có đâu không? Khó lắm. 30. Thôi địt con mẹ nó lại xịt rồi ạ. 29-31. Thôi kiện mẹ nó luyện gì không ạ. Đen thế nhở. Anh em chưa follow mình cái nhá. Anh em chưa like video bấm giúp mình một like nhá. Cố lên thành đâu mà. Cần gì phải lên thành. Tôi cần một tịch muốn phái 10 thành rồi. Cái này thì cần phần trăm thôi, càng cao càng tốt. Tôi có một tịch muốn phái 10 thành rồi, tôi cần đéo gì nữa, có hiểu không? Một tịch muốn phái tôi 10 thành rồi, tôi đập nó ngã được rồi. Chỉ cần quyền này dòng càng cao càng tốt để tôi ép khu xà với lại 5 năm của cáng bổng thôi, tạ giáp cái thứ thôi. 3 cao nữa, dòng 2 hơi cao. Anh em chưa follow và like bấm giúp mình một cái nhá. Cảm ơn anh em, cứ chạm màn hình là giúp mình là có like rồi. Mình ông là có cái quà tặng miễn phí trên TikTok thì tặng cho tôi cũng được. Nãy giờ được 39 bông hồng đến từ bạn Thiết Thịnh này, một cái kem đến từ bạn NT này. Hai bông hồng đến từ bạn Sam này,
Cảm ơn anh em nhá. 31-33. Tôi cần lên thành cái phụ lục thôi, tôi cần gì mấy đâu mà. Bán 5 này, 2%. Cảm ơn bạn Nguyễn Thái Sơn. Tối nay. Hello bạn Ecovin Home. 2%. Gói 699k có nhận được thưởng cấp nữa không vậy? Tức là bạn cứ ăn lên qua 8 năm này không nhận được thưởng nữa, còn 8 năm thì vẫn nhận thưởng cấp được. Ba ba năm hơi chậm đúng không? Trời ơi hay quá, 6 gói 299k có đây, có một event để lên cấp 8 năm, có nhân sâm vạn năm và có 1000 quốc để đào để lên 8 năm, có 2 set trang bị, 1 set tử quang và 1 set summon 3 đấy, cộng 4 luôn sẵn anh em nhá. Chúng ta cùng đón chờ cái này xem bao nhiêu nhé, tôi cho luyện chậm luôn. Tình hình thế nào rồi các bạn ơi? 35 luyện rất chậm. Đấy tôi bảo các ông rồi. Này, luyện chậm các ông này bảo ôi sao luyện chậm thế, luyện nhanh không phải ôi sao nhanh thế. Đúng không? Ông thì bảo lâu quá, ông này bảo nhanh quá. Thế bây giờ tôi luyện nhanh nhá. Rồi. Công muốn hoài cổ tôi luyện chậm cho công lại không thích. Đó, tôi lại chiều công. Thích chiều ơi đúng không? Con chậm là con phải vui. 40. Cái này có tương lai đấy. Từ từ mô tu chân đã không xịt. Hay đi luyện nhanh các bạn nhỉ? Cái này đi luyện nhanh khéo có tương lai đấy nhỉ? Các bạn thích luyện nhanh không? Tôi nghĩ cái này nó xịt lắm. Tốt nhất là chúng ta đến đại lý chúng ta vái một phát cần luyện nhanh luôn. Tôi nghĩ rồi các ông ạ, đi tiệm con này phải luyện nhanh. Không thích luyện nhanh, tôi luyện nhanh cho một kiểu khác luôn, nó đến phượng tường. Gặp cái thằng nhà sưu tầm mật tịch ấy, bảo đi mẹ bố mày gửi mày quyển mật tịch mày luyện nhanh cho tao. Xong, đâu rồi? Phượng tường, ok. Các bạn có thể tải game vào trang chủ các mod gửi cho các bạn nhá. Rồi. Đây là quyển mật tịch 3941. Các bạn chuẩn bị cho tôi 10. Ông nào cho tôi ít ảnh thiên thạch thì donate tôi 50 mảnh thiên thạch cũng được. Đúng rồi.
Nếu mà lên là ông trời ủng hộ, còn không cho là thôi, trò chơi kết thúc, mình luyện quyền khác các bạn ạ. Vái năng cái nữa. Vái năng cái. Tao xin mày. Ok. Một giờ 15 cái 15. Cắn luôn các bạn nhá. Tiếp tục mình mua cho nó 15 cái nữa. Nên kiểu 8k lâu lắm. Anh em chửi tôi lâu. Thích thì chiều luôn. Không thích kiểu nào. Tập mẹ nào đi. Chúng ta phải chơi nhạc này. Cái nhạc làm tan nát bao nhiêu gia đình. Tôi đâu có biết nhạc gì đây. Tôi đâu có biết quả nhạc làm tan nát bao nhiêu gia đình này. Quả nhạc gì đây. Tôi đâu có không biết quả nhạc gì đây. Chơi trên mobile không? Có bạn nhá, chơi trên mobile bạn nhá. Chơi được trên mobile bạn nhá. Địt mẹ mày. Ôi trời ơi, 87% luôn này. Luyện nhanh nha. 87% nha. Kinh. Yeah. Vãi cả lồn phát này ạ. Tôi đang livestream trực tiếp nhá bạn Trần Thế Duy nhá. Cày chết nhở, 87 à. Đây một lục. Đấy, cày nhở. Có trên mobile bạn ạ, à. Bạn có muốn trên mobile không? Tôi hướng dẫn các bạn. Không cần 8 thành nhưng mà chủ yếu là mình cần nó 3 phụ lục và 4 phụ lục đánh nó dễ. Cày nhở. Cày tê nhở. Chơi được điện thoại không? Được, bạn đang chơi được điện thoại nhé. Bạn muốn tôi chỉ cho cách chơi. Siphon. Thôi lấy quyền khác, cái này xịt rồi. Chúng ta ngồi đây, chúng ta luyện luôn. Điển lắm không ạ. Vì nhạc này em mất 20 củ. Trên điện thoại các bạn chỉ có tải TeamViewer về chơi thôi nhá. Chứ còn không thì hơi khó. Ui giời ơi, hello các bạn nhá. Game PC mà mới má. Công dây bị lửa thế nhở. Có ông nào đây bán cho tôi con 8800 không? Tôi đang cần mua một con điện thoại 8800. Hoặc là một con điện thoại nắp gập của Nokia. Ông nào bán liên hệ với tôi nhé. Tôi sẽ trả giá đẹp cho. Chín mười lăm mà con đánh được nhỉ? Con này có được không các bạn cho tôi xin cái vía nào. Chú vừa động lên Ngami à? Thích thì lên Ngami. Quan trọng gì? Các bạn nào, các bạn phải thích là tôi chiều, ông hiểu không? Các bạn cứ thích là tôi chiều. Lên Ngami thì lên Ngami, sợ gì? Lên Ngami nhá. Ngami nghe tiếng ngú ngú nghe sợ của mẹ. Các bạn nghe có âm thanh này đúng không? Anh em chưa follow một cái nhá. Cảm ơn bạn Hùng Tít, cảm ơn bạn Trần Thắng 86, cảm ơn bạn Cloudboy 2020. Là nhiều người follow mới lắm mà đăng clip mới công xem không? Tôi đăng clip mà không xem, tôi bảo cho. Tôi mà không lên đề xuất ngày hôm nay tôi bảo không. Ông nào mua cái nick 81 mà bỏ chưa ăn hay vườn ấy, mua về dùng cũng được.
anh vào cái băng, cái tăng chỗ nước thác á. Thích thì nước thác đúng không? Thích thì nước thác anh vào đây, ok em. Là chỗ nước thác nhá. Là thành đô bãi, thành đô bãi biển chỗ nào nhỉ không nhỉ? Thành đô bãi biển ở chỗ đéo nào nhỉ? Ủa ôi, chúng nó ngồi kín chỗ nó luyện rồi. Chúng nó ngồi hết mẹ ở đây rồi. Ta thấy tao tranh chỗ với chúng mày. Ta tranh chỗ với chúng mày. Cho mình ngồi ké với bạn đây, bạn thân yêu ơi. Nó ra đấy kiểu gì nhỉ không nhỉ? Nó ra đấy kiểu gì nhỉ? Nó ra đấy kiểu gì nhỉ? Nó ra kiểu gì vậy? Ủa? Tiền Châu à? Lại bị đít game mà đít cả mấy à? Thế nhỉ? Bực mình vãi nìn. Đây, biển đây, ngoài này là biển, biển tôi biết, biển là Tuyền Châu. Bực thế nhỉ? Ui ôi, mẹ nắm thằng kiếm thế. Tuyền Châu ngồi mẹ ngoài bờ biển luyện được. Mặn mòi thì ra rẻ hả? Đây, chỗ này đúng không? Chỗ này đúng không? Đây, ok, khi chiều. Đúng chỗ này đúng không? Đúng không? Các ông có công nhận với tôi đúng chỗ này không? Chào bạn nhá! Chào bạn Hami! Bây giờ Hami có người yêu chưa? Lại ba cái, ừ nhỉ, quên, em xin lỗi, em lại cái. Lại cái. Vài cái, em xin người, đó, ok, đéo có hương mà thắp nhỉ công nhỉ. Rồi nha. Không được ngồi quay mông vào tượng. Đấy, lại rồi nha, tôi lại rồi đấy nha, không phải tôi không lại đâu. Tôi lại rồi nhá, tôi vái rồi, công bảo tôi vái rồi nhá, nó mà không lên tôi bảo ông cho. Đang số đẹp 15-15. Bị cầm mẹ xịt thôi. 16-16. Nghe mùi lắm các bạn ạ, nghe mùi lắm. Tiện thể bán anh tôi qua đủ lên 5. Tiện thể bán tôi qua đủ lên 500k. Ái chà chà. Nãy các ông đang ngồi cùng đấy. Bố đã 4-5, 4-000 luôn ạ, bố ạ. Đấm cho bố phát bây giờ. 84 nữa chứ. Thiếu Lâm Quyền 84 năm ô rồi, ngon rồi. Đấm cho bố phát bây giờ.
Ta chỉ sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị em ơi. Các bạn có thể truy cập link tải game giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Anh em nào ngồi chắc nhiều quá, nhiều lắm. Hai ba hai sáu vẫn được 3%. Khoảng nốt rồi. Mẹ, sau này nó luyện khó thế nhỉ, cái số tôi nhỉ, cái thằng đéo luyện mà tịch được cái giao công à? Khó thế nhỉ? Luyện xong vẫn hai bộ lục cười lăn mẹ luôn á. Đi mẹ, tôi đang cay cái quả này. Cay thế nhỉ? À, Vinh giao dịch trung gian à? Ok. Hello. Lại mua quả nón tàng kiếm cái gì vậy? Dubai lại mua tàng kiếm rồi. Hai chín ba mươi số đen rồi. Hay đi luyện nhanh tiếp không nhỉ? Cái này mùi lắm, nó đéo lên phụ lục đâu. Các hết mẹ su rồi, chuẩn bị đạp su rồi. Nguyện mật tịch là cây vơn khỏi nói. Xin chào bạn An Nhiên. Anh em nào chưa like bấm nút like nào. Ông nào chưa follow, follow tôi một cái nào. Mai tiền clip cho ông xem, tôi sắp thành top top cơ rồi. Các ông muốn xem TikTok mà tôi đăng video này nào. Cấm follow đến mai tôi đăng clip cho. Tôi đang quay rồi. Cái này là chuyên nghiệp. Ok. Các muốn xem tôi làm top top không? Tôi làm top top cho các ông xem. Ba tư ba tư. Nó vẫn nhảy hai đỉnh. Còn mẹ nó nhảy ba năm kìa. Quá đáng sự luôn. Tức nhở. Ba năm nó đã xịt rồi. Tác dụng mật tình là nó sẽ biểu quyết với bạn, sẽ tăng cái lên. Ba chín ba bảy thử lại vứt mẹ đi rồi, đâu có tắt đâu, vứt mẹ đi rồi. Không vứt đi cái này, xịt rồi. Ôi xịt rồi. 3937 có luyện tiếp không anh em? Ba chín và bảy luyện hết ta. Đang suy nghĩ. Chơi tiếp nhá. Trời, đi cả xịt thôi. Ba bảy đi mẹ, khó thế nhở. Ngồi đóng ngồi ma dễ lên, có mà dễ đi ấy không ạ.
39, 42. Thôi cứ thử xem cái này nó lên bao nhiêu anh em. Chúng ta cứ thử cái này xem lên bao nhiêu. 15, ừ được bạn ơi, cái này được ấy. Tí tớ xin nhá. Nó lên hai dòng cùng nhau nó hơi khó chịu. Bốn chín bốn ba thôi đi mẹ, vứt đi, vứt con mẹ đi. Nhận quyền 15-10 của bạn ấy vừa cho mình nhá, quyền đấy ngon đấy. Khó thế nhở, quyền này vứt thôi các bạn ơi. Là 12, ôi đỉnh vây, ôi mẹ mày hay thế. Đỉnh thế, gì đây. Ôi luyện mật tịch đỉnh thế. Nick ông học tiếp thu có vẻ hơi kém. 19, 15 của này được đấy. Cái này có tương lai đấy không ạ? Cái này có tương lai đấy. Auto miễn phí các bạn tải ở trên set auto, nó có bản của huyền thoại riêng ấy. Các bạn đừng tải của bọn nó về, bản kia thì nó không dùng ở đây đâu, mà nó còn mất phí nữa cơ. Không, cái bản quyền thì nó chỉ cần dòng 1 thôi các bạn. Mẹ lại xịt, cứ vào tay tôi là xịt nó nào nhở. Ảo thật đấy. Dùng 8.000 điểm luyện nhá. Cứ bảo tay tôi là xịt. Mười bảy, ok. 18. Tới tí cho anh em ạ. Dùng cả đời của mình để luyện mật tịch. 85 vân vân không. Vân vân 5 ô, 86 16 ô. Ông này cũng lại cho mình quyền nữa này. Đủ. Em cho nhiều mặt tịch thế. 16 21 17 22. Gói quà mua các bạn có thể liên hệ với trang TikTok cá nhân của mình nhá. Hoặc là liên hệ Facebook của mình, hoặc liên hệ lên fanpage Võ Nam Hai Huyền Thoại 2008. Nên Facebook tìm nó ra luôn, Võ Nam Hai Huyền Thoại 2008 nhá. Ba phụ lục rồi. Đấy rồi. Bố mày tìm mày hơi lâu. Mẹ mày. Bố mày tìm mày hơi lâu. Ba phụ lục rồi. Ba phụ lục rồi. Các bạn tải game hoặc là liên hệ mod trên màn hình để hỗ trợ nhé. Ba phụ lục rồi. Đấy rồi con rời. Lại có tương ớt. Phụ lục kìa. Ông kia lại mà tỉnh đỏ phết. Hai mươi tư luôn. Thế đéo nào tôi không giải nén được á? Giải nén thì dễ mà. Bạn cần tắt diệt virus ở máy tính thì mới tải game được bạn Hải ơi. Hoặc là inbox về fanpage để hỗ trợ trực tuyến. 23, 26. Đi mẹ lại mất 1% nữa. Dừng lại. Dừng. Luyện 7.500 điểm.
79 nó mới xịt nhiều quá. Thiếu 1% thì phải chịu thôi, rồi sao được. 28. Đi con mẹ lại xịt. Tức vãi lùn. Không bạn ơi, bản này chỉ là 5 mô thôi, các bạn cứ thích 6 ô làm gì. Hổ thế nhở. Did my right set. Trời ơi, ta đổi phong thủy, ta đéo ngồi đến đâu. Lên thiên ba ngồi. Ngồi chỗ con hổ này cho các bạn, ngồi đúng chỗ bang chủ này. Ngồi đúng chỗ con hổ này. Cái ghế này là của tao. Có 5% đấm nước ai à bạn? 90 còn xịt. Đổi chỗ anh ạ, đổi chỗ phong thủy, ngồi lên con hổ này khéo được. Ok đấy. Má vẫn chưa xong. Full là phải 4 con lục các bạn. Full là phải 4 mới được. 30, 31. Từ từ dừng lại. Dừng. Hết mẹ xu rồi này. Mẹ ăn chứ. Mật vừa tịch. Ba mươi ba phụ lục. Nguyện 8.000 nhận nhá. Ba mốt ba hai. Úp mặt vào tường đó nào. Mẹ lại xịt. Quay ra phát là xịt. Chán thế nhở. Thôi để quyền này luyện vậy. 39, 38. Hay luyện nhanh phát không không? Nhanh cho nó đứt đứt tức. Các người muốn tôi luyện nhanh không? Cộng đồ á, cộng đồ cũng dễ thôi. Tôi thấy ông bạn tôi cộng toàn có 100 mảnh, 200 mảnh lên. Mà thằng bạn tôi nó cộng 1.000 mảnh đéo lên. 3 phụ lục thì kiểu gì luyện nhanh cũng được. Không thể quyền này luyện chậm cũng là luyện chậm. Thì cứ cái đà này thì kiểu gì nó cũng được 4 phụ lục. Bà tám ạ, à, địt còn cũ nha mày. Chứ người tào xảo ấy. Mẹ luôn. Một ca mảnh không lên 6 á, do bạn đen thôi. Chứ tôi luyện một ca mảnh kiểu gì tốc đập lên 6 được.
Dubai vừa mua 6 triệu 5 cái nón tàng kiếm này. Dubai vừa mua 6 triệu 5 cái nón tàng kiếm. Không nói điều, điều làm chó. Dubai vừa mua 6 triệu 5 cái nón tàng kiếm. Xong công có tin không? Tôi đang trong giao dịch trung gian này. 6 triệu 5 cái nón tàng kiếm cộng 6. Quá đẳng cấp đến từ một Dubai bên Tống. Tôi phải like Dubai này một cái. Quá đỉnh. Chốt tiền một phát một xuống tiền rất nhanh. Đẳng cấp 4945 mà. Mẹ sao nó chán đời thế nhỉ? Vừa mới nhìn xong cái. Vừa xuống tiền phát làm quả đồ kinh. Server này đắt, đắt nó có giá của nó chứ các bạn chơi cảm giác đúng các bạn nhìn người ta rao thế giới này. Ôi, nó đông như này. Công đắt, đắt là chứng tỏ là ông chưa đầu tư bên Vinagame. Mấy ông này ông đầu tư Vinagame vài tỷ ông sang đây ông vài trăm triệu địt 54 là thế nào? Mày đang chịu người tao đấy à? Lại phải đổi vị trí không ạ? Đứng đây không được rồi. Rất là cáu chó với nó nha. Tôi đổi chỗ khác rồi ông nên côn lôn tôi đứng thôi. Giáo bảo nó nhanh xịt đấy. Tức thật chưa? Ôi dồi em đứng đây luyện đồng thế. Mà trên này công nào cái đại hội như này đấy à? Mẹ ngồi quay mặt vào góc tường ấy. Công luyện một cam ảnh không lên 6 á, để ông đen. Năm 449. Dừng. Cắn điểm đã. Quyền này kiểu gì cũng được 7x. Không, công để im xem nào, công đừng có vội, vội là hỏng chuyện đấy, công hiểu không? Công để tin tôi làm được. Quyền này kiểu gì tôi thấy nó cũng 4 phụ lục, chắc chắn rồi, 80 cũng được, tôi không cần nhiều, 80 cũng được. Nó vẫn còn cơ hội mà, có mấy phần trăm thôi. Công đòi 100% nó có cái mắt đi. Đợi đấy, server này làm gì có 100%. Mắc đâu ra. Có cái mắt mũi mà 100%, đi con mẹ nó cứ lên cái kiểu khốn nạn này là ta thấy ngứa mắt rồi nha. Đổi chỗ. Ông cá tôi cái này bao nhiêu? Ông cá tôi cái này bao nhiêu? Ông nào bảo 71 ông cá tôi không? Tôi chắc chắn cái này hơn 71 đấy ông cá tôi không? Ông có dám cáo với tôi cái này hơn 71 không? Ông cáo với tôi không? Thua ông mất tôi cái gì? Ấy đi đã thằng B52 nó ngồi nó nữa. À, ông đang vái rồi. Ôi, bố đang vái này các ông ơi. Bố đang ngồi bố vái. Bố đang vái rồi. Bố đang ngồi bố vái rồi. Bố đang vái rồi. À, kinh quá nhỉ, cờ tiên phong luôn.
Bố đang ngồi bố vái à? Ôi chân này nắm thằng ngồi thế nhỉ? Bọn đại ca cũng đang luyện này. Ai lồn đông thế? Ôi rồi một mét vuông chục thằng ngồi luyện một tịch cái đây. Rồi anh em ngồi đây. Bố đang ngồi bố ca bố vái kìa. Vãi đái. Đi chợ buồn cười. 8.000 đi. Bố đang ngồi bố vái ạ, sợ thế. Sáu chín sáu mươi đi ăn thua mày phải... Hello Hoài Thanh, mình ngồi luyện giữa thành tương dương à? Cái này chắc chắn hơn 70, chỉ cần nó lên 4 phụ lục là được. Sáu sáu vang rồi. Ai xài ơi, Quý Long vẫn hoạt động bình thường, có gì đâu mà cáu thế nhở? Địt mẹ chơi bực thật đấy không ạ, nó không lên là nó không lên đấy. 69 à, 69 79 10% vẫn xin của này 8x. 8x là được, 8x là được, 8x là được, 8x là được, 8x là được. Anh em tải game có thể truy cập vào trang TikTok cá nhân của mình nhé. Xin chào bạn Ngọc Anh. Ở đây chắc là toàn nam nhỉ, có ông nào nữ không? Có bạn nào là nữ ở đây không? Chúng ta hỏi tí ở đây có bạn nào là nữ không? Hello bạn Đức. Xịt nòi à? Ừ, nòi cũng phải xịt thôi. Có ở đây bạn nào, có bạn nào là nữ không nhỉ? Toàn thấy là nam thôi. Có bạn nào là nữ không? Trong cái live của tôi nó có cái chơi game cùng và nói chuyện cùng đấy. Có em à? Em đéo phải đâu Mạnh Nguyễn ạ. Mình là nữ có Q á, kệ bạn chứ, có Q thì thôi bỏ qua. Tuyển streamer nữ nhá. Tuyển streamer nữ về làm việc nhá. Mẹ nó lại xịt kìa, 80-69 ạ. Tao ngứa mắt rồi đấy. Di chuyển tiếp. Ngửa cái bãi này được không ạ? Tiền streamer nữa nhá. Tới 3D á, 3D cũng không được. Nữ mới được. Đâu, nữ đâu? Nữ đâu, nữ đâu? Tiền streamer nữa nhá. Nếu bạn chơi liên hệ, bạn livestream được liên hệ mình nhá. 71 83 là quần này 80 được mà. Tại vì cái bổng ấy cần vậy thôi, nó cần 4 phụ lục mà. 7 đấy, 72 đấy, ông nào bảo 72 đấy. 13 này, quyền này cũng cao phết. Thánh nhỏ. 83 cũng được. 83 là mừng rồi công ạ. Ô kìa. Cái quần què đây, mày đang trêu người tao đấy à? Mẹ kéo này không được 80 thì nhục mặt ra. Toàn rồi. Xin 80 thôi, không cần nhiều. 14. Chúng ta không nhìn nữa nha các bạn nhá. Kệ mẹ nó đi. Chúng ta không nhìn nữa đi. 75 rồi. Quyền này chắc chắn là phải hơn 80. Chắc chắn là quyền này phải hơn 80. 77 cái cung cướp đi. Bye bye. Giết công đấy. 7. Ở đây các bạn nào nữ không nhỉ? Cho tôi xin không ạ.
bạn Ngọc Anh thì không phải là nữ đâu, mà ông nào lấy nick của người yêu hay vợ gì đấy vào xem livestream của tôi không phải là nữ đâu. Đúng rồi, nhìn cái đừng có nhìn vào hình các bạn. Đợi nó luyện hết các bạn nhá. Đợi luyện hết đã. Có bạn nào nữ không nhỉ? Để tôi tuyển công tác viên nữ cái nào. Cho nó chạy hết đi các bạn. Xịt rồi, mà tình quân phái 10 thành rồi. Đây nữ đây, đâu liên hệ Facebook cá nhân của tôi nào để tôi tuyển nữ nào, tuyển nữ về làm việc nào. Lương tháng 6 triệu nhá. Cao hơn cả lương tôi, lương tôi có 3 triệu rồi. Bắt đầu những giây phút căng thẳng các bạn ạ, chỉ cần xịt một phát thôi là biết mùi ngay. 100%, 100%. Anh em đoán đây. Cho công đoán đấy, công đoán đây. Công đoán xem bao nhiêu nhá. Đoán đúng có thưởng. Đoán đúng thưởng 5 gây bắt nhá. Đoán một lần thôi. 79 à, ông nào bảo 79 nên bảo 80 ấy, ta 79 làm gì? 80 đi. 77 ạ, vãi đái 77 ạ. Rớt gì vào này nọ rồi. 82, 3 phụ lục. 82, 81, 83 là chuẩn rồi. À, bên này có người đoán này. 78, 79, 81, 84. Ông ăn như ông đoán nắm vậy, ông đoán 79 thôi, ông lại đoán 84 vậy. Phát cuối này. Bước bắt họ này. Bước bắt họ phát cuối này. Chốt 79. Chơi có cần nạp thẻ không bạn ạ? Không cần nạp cũng được ạ. Bạn nếu mà bạn biết cày thì bạn không cần phải nạp đâu. Bạn giỏi thì bạn không phải nạp. Tối nay mình off live stream nhá. Được không? Tối nay mình live muộn. Trốn live stream. Hí anh em tối nay lại trốn live stream. 793 phụ lục á? Đéo phải đâu. Chào anh em nhá. Anh em follow giúp mình một cái. Đây, chuẩn bị đến giờ khắc quan trọng này các bạn này. 83, 3 phụ lục. 83 nhé, nhưng mà dòng 3 hơi thấp. Ở Facebook ông đến đây ông nào trúng nhỉ? Ở TikTok đấy ông trúng. Ai bắt đầu không đoán phụ lục. Ông nào trúng vào đây tôi tặng bát nhà lớn nhá. 83. Quyền này cũng được, quyền này cũng dùng được. Còn mấy quyền nữa. Rồi xin phép các bạn là bây giờ đi mua yêu quyết xong rồi ghép vào thôi. Mật tịch ngon rồi, set đồ ngon rồi, rồi đi đánh nhau thôi. Nhớ bổng vào, đi vụt nhau thôi, tầm này sợ thằng nào nữa à, đúng không các bạn? Đánh bỏ mẹ luôn chứ. Cái ngựa lên. Đâu là tặng quà, tôi tặng 5 cây bát nhận lớn nào. 82 không trúng rồi. Cộng đồ á, ừ thích thì cộng. Thôi, nghỉ. Đâu, mình có test đâu, vẫn chơi server này mà, các bạn làm sao đây. Đập đồ xịt đen lắm. Đập 5 dễ mà. 3 phụ lục hơi chán nhưng mà thực ra thì không có quyết 5 năm thì cũng được. À, có thiên thạch này. Đập thử phát. Đập nhá anh em nhá. Chúng ta dừng qua này lại. Hết xu rồi em ơi. Anh em follow tôi cái nào. Xịt một cái. Đồ lên 5 này ngon. Lên 5 kìa.
xịt một cái. Xịt một cái, được mỗi cái áo à? Lên, đi, còn mẹ xịt rồi. Hết mẹ thiên thạch đường đâu nữa à? Toàn rồi anh em ơi, được mỗi cái áo cộng 5. Thôi anh em nhá, xin phép các bạn, chào các bạn nhá. Tàn hết rồi, tối tôi cộng lại không à, tối tôi mới mảnh được cộng lại ra. Hello anh Nam. À này, lưu mà, mới mà. Bây giờ mình đi đào sâm các bạn nhá, các bạn đến đại lý treo cho đào sâm. Thôi đi ăn rồi các bạn ơi, đi ăn thì phải chịu, tôi giờ biết làm sao được. Đi ăn thì phải chịu, tôi biết làm sao được. Tối á, chắc là tối khoảng 8 giờ, 8 rưỡi hoặc là 9 giờ live. Còn cứ bấm follow mình đi, tối mình livestream anh em, tôi với anh em nhá. Cậu yên tâm đi. Tối tôi livestream tôi kêu không? Ừ, đào sâm có mất tịch tối tôi cho không? Đài, thiếu đéo đi. Mất tịch nó là vô biên nha. Ok. Nên các bạn dùng cái cuốc này để đào nhá, rất là nhiều mất tịch kinh nghiệm nữa. Đào xong tí lên 8 năm ấy mà. Đấy, 5 triệu kinh nghiệm này, thấy không? Anh em cứ tải game về đi, xong rồi ông nào xin một tịch thì tôi cho. Công nạp mua gói đi. Có nhiêu 699k mà. Cuộc thì các bạn mua gói nó sẽ có nhá. Ok. Tối anh em nhá. Làm ba gói. Tối nay các bạn thích phái gì? Tối nay tôi làm cổ sư đấy. Tôi sẽ làm một con cổ sư để búp chiến trường. Quân công này. Mật tích này đã được rồi. Một quyển một tích muốn phái 10 thành. Một quyển chiêm mi vụt nhau. Cần 4 phụ lục là ngon. 4 phụ lục 83 vụt đau vãi. Tối nay khoảng 8 đến 9 giờ anh em nhá. Bấm follow đi. Chào nào follow vậy. Hay là công follow rồi đấy. Follow đi, tối tôi livestream cho công xem. Này 5 triệu. Đào lúc là lên cấp thì mà nhanh lắm. Ôi 69 ạ, à, vãi mật tịch kìa. Đù, vãi mật tịch 69 ạ. À. Bán nào các bạn vào bạn mua gói hỗ trợ 699k bạn lên cấp luôn, cần gì phải đợi mình luyện mật tịch cho nó vui, đúng không? Ok, 20 triệu kinh nghiệm luôn. Cảm ơn anh em nhá. Bye bye anh em nhá. Bye bye các bạn trên Facebook nhá. Bye bye các bạn trên Top Top.